Sapeco, 25 năm hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Sapeco chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm Xuân Quý Sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới, nhưng quyết không để Tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Bà con Việt Kiều tại California, Mỹ rộn ràng mua sắm Tết. Trong năm đầu tiên, California ghi nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức.